Bắt đầu vào chương trình thì em xin tự giới thiệu đối với những anh chị Cooper nào mình hôm nay học buổi đầu tiên. Thì em tự giới thiệu, em tên là Minh Hằng, thuộc phòng đào tạo sản phẩm của công ty Cooper. Rất vui được gặp các bạn các anh chị trong chương trình đào tạo sản phẩm tối thứ 6 hàng tuần và chiều thứ 3 lúc 2 giờ. Vậy thì cái chủ đề ngày hôm nay em muốn nói tới và em muốn giới thiệu tới các anh chị đó là cái chủ đề về đường ruột và những cái sản phẩm mà cái cung cấp cái hệ khuẩn trí đường ruột để giúp cho đường ruột của chúng ta khỏe mạnh hơn. Tiếp theo đó là về những cái sản phẩm mà bảo vệ cho gan của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em tìm hiểu tới cái nội dung chính trong cái bài ngày hôm nay như sau ạ. Thì cái nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cái tầm quan trọng của cái hệ khuẩn trí đường ruột đối với sức khỏe và đối với cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Và cái thứ nội dung thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu đó là cái sản phẩm probiotic của Cooper thì nó có những cái đặc điểm như thế nào. Và cái nội dung thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tìm hiểu về gan của chúng ta. Và cái nội dung thứ tư đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm chăm sóc hỗ trợ chức năng cho gan. Vậy thì trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu về lợi khuẩn thì điều đầu tiên các anh chị phải hiểu được là lợi khuẩn là cái gì. Vậy thì cái lợi khuẩn hay còn gọi là probiotics ạ, thì đây là những cái vi khuẩn sống có lợi, hoặc là mình còn gọi là các cái vi sinh vật sống có thể mang lại cái lợi ích sức khỏe cho cái vật chủ của nó. Thực tế thì trong cơ thể của con người có rất nhiều những cái lợi khuẩn, nhưng mà trong cơ thể của chúng ta thì có rất nhiều những cái lợi khuẩn, nhưng mà dù là chúng ta ăn các loại men vi sinh khác nhau có trong các thực phẩm như là sữa chua hay là những cái thực phẩm lên men khác thì cũng không thể nào mà đủ được để có thể cung cấp cái lượng lợi khuẩn cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì có thể là mỗi người ở đây của chúng ta thì không ai có thể biết được những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn nó tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe, đúng không ạ? Thì nó còn có cái vai trò đối với sức khỏe của chúng ta nói chung và đối với hệ tiêu hóa của chúng ta nói riêng. Vậy thì cơ thể của con người chúng ta được cấu tạo bởi 10.000 những cái tế bào. Vậy nhưng mà cái lượng vi khuẩn trong cơ thể nó sẽ gấp 10 lần cái con số tế bào này. Có nghĩa là cái con số gấp 10 lần này nó sẽ bao gồm cả lợi khuẩn và cả hại khuẩn. Và trong ruột của cơ thể của con người thì có chứa khoảng 100.000 tỷ vi khuẩn các anh chị ạ. Thì trong 100.000 tỷ cái vi khuẩn này nó sẽ có khoảng là hơn 100 loài khác nhau, nó sẽ tạo thành một cái hệ cân bằng vi sinh vật đường ruột. Và 99% cái thông tin di truyền trong cơ thể của con người là thông tin di truyền về vi khuẩn. Và nó chiếm đến 90%, do là nó chiếm đến 90% cái tế bào trong cơ thể của con người, nên là nó giúp cho cơ thể của chúng ta được một cái sự ổn định, một cái sự cân bằng. Và chúng có một cái tác động rất lớn đến sức khỏe của cơ thể của con người, đúng không ạ? Vậy thì những cái vi khuẩn tập trung nhiều nhất thì là ở đường ruột. Trung bình thì đường ruột của mỗi người chứa đến 2 kg vi khuẩn, trong đó là 85% là lợi khuẩn, tức là mình còn gọi là probiotics, và 15% là hại khuẩn. Đôi khi thì những cái con người của chúng ta mắc phải những cái bệnh tật hoặc là những cái căng thẳng thì có thể là thì khi mà cái trường hợp này xảy ra thì nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi, là cái sự thay đổi về cân bằng của vi khuẩn và tạo ra các cái vấn đề về những cái vấn đề về tiêu hóa và những cái vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. Và những cái lợi khuẩn này nó hoạt động bằng cách là thay đổi những cái thành phần của vi khuẩn đường ruột hoặc là những cái hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn hiện có. Và các cái vi khuẩn tốt thì nó sẽ lấn át những cái hại khuẩn trong ruột của chúng ta. Điều này thì khi mà nó lấn át được những cái hại khuẩn thì nó sẽ giúp ngăn chặn những cái vi khuẩn xấu. Thì những khi mà những cái vi khuẩn xấu nó nhân lên thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng hoặc là viêm nhiễm trong cơ thể của chúng ta. Em lấy một ví dụ đó là khi mà có quá nhiều những nấm men trong cơ thể của chúng ta thì sẽ dẫn đến nhiễm trùng nấm men, rồi thì những cái vi khuẩn đường ruột cân bằng đấy, thì khi mà trong đường ruột của chúng ta có những cái vi khuẩn cân bằng tốt
Và những cái con vi khuẩn tốt này thì nó sẽ giữ cho cái men đó ở cái mức độ thấp hơn. Thì những cái lợi khuẩn nó có cái tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta? Đó là nó giúp cho cơ thể của chúng ta tiêu hóa được thức ăn và cho phép cơ thể của chúng ta hấp thụ những cái chất dinh dưỡng từ trong thực phẩm. Và cái vi khuẩn tốt thì những cái vi khuẩn tốt nó sẽ có thể sản xuất ra các cái enzyme hoặc là những cái protein nó ức chế, thậm chí là nó có thể tiêu diệt được những cái vi khuẩn có hại. Cái chủng men vi sinh cụ thể thì nó cũng kích thích được cái hệ thống miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Một số những cái vi khuẩn cần thiết cho cái việc có thể là kích thích sản sinh một số cái vi khuẩn cần thiết cho sự chuyển và sản xuất hormone hoặc là vitamin, ví dụ như là vitamin K, và nó giúp cho hấp thụ những cái chất dinh dưỡng. Và nữa là cái sự phát triển cái bệnh đái tháo đường tiếp 1 ấy, nó có thể là liên cái bệnh này này nó có thể liên quan đến cái tình trạng viêm, liên quan đến cái sự thiếu hụt cái vi khuẩn đường ruột. Vậy thì chúng ta nghĩ tưởng tượng nếu như mà cái sự cân bằng các lợi khuẩn trong cái đường ruột của chúng ta nó mất đi thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể ạ? Vậy thì nếu như mà cái tỷ lệ hại khuẩn gia tăng thì cơ thể của chúng ta sẽ bị suy yếu đúng không ạ? Nếu như mà cơ thể của chúng ta mà có những cái loại hại khuẩn mà nó gia tăng thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ bị suy yếu về cái khả năng miễn dịch và giảm cái sức đề kháng của cơ thể. Nó khiến cho cơ thể của chúng ta dễ mắc phải một số bệnh như là những bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh về tiêu hóa và bệnh về hô hấp. Và cái chu kỳ tồn tại của cái loại khuẩn probiotics là 10 đến 15 ngày. Cái lượng khuyến cáo đối với trẻ em đó là 3 đến 5 tỷ trên một ngày, đối với người lớn là 10 đến 20 tỷ một ngày đúng không ạ? Vậy thì trong cái hệ thống miễn dịch của dạ dày thì cái đường ruột, những cái vi khuẩn và những cái kháng nguyên thực phẩm thì nó luôn tác động qua lại với nhau. Thì cái hệ quả của cái sự tác động này nó sẽ dẫn đến cái trạng thái là phản ứng miễn dịch, và miễn dịch nha, nó phản ứng miễn dịch hệ thống và phản ứng miễn dịch nội bộ. Thì trong cơ thể của chúng ta thì sẽ có hai nhóm lợi khuẩn chính. Thì cái nhóm thứ nhất thì trong cơ thể của chúng ta thì có hai cái nhóm lợi khuẩn chính, thì có rất nhiều những cái loại vi khuẩn thì được phân loại vào nhóm lợi khuẩn và chúng cũng có những cái lợi ích khác nhau, nhưng mà hầu hết thì đều đến từ hai nhóm ạ. Thì cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm Lactobacillus, thì đây là cái loại lợi khuẩn phổ biến nhất và chúng có thể tìm thấy trong những cái thực phẩm như là sữa chua và các cái thực phẩm lên men, hoặc là nó có các chủng lợi khuẩn khác nhau, có thể có những cái chức năng khác nhau như là nó có thể điều trị các bệnh tiêu chảy này, về chứng bệnh đầu bụng này, giúp cho những cái người mà không có thể tiêu hóa được. Và cái nhóm thứ hai đó là nhóm Bifidobacterium, thì đây là các loại lợi khuẩn thường được sử dụng cho các loại thực phẩm và các chất bổ sung. Thì cái loại vi khuẩn này nó tạo ra cái enzyme nó giúp phân giải và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tìm thấy, và cái loại lợi khuẩn này này thì nó có thể tìm thấy trong một số các sản phẩm trong sữa chua. Và những cái loại lợi khuẩn này thì nó có tác dụng là hỗ trợ cái hệ thống miễn dịch và hạn chế cái sự phát triển của vi khuẩn có hại. Những cái vi khuẩn có hại này thì nó sẽ tồn tại trong đường ruột trong cơ thể của chúng ta và nó giúp phá vỡ những cái lactose và những cái con vi khuẩn mà gây hại cho cơ thể, và nó sẽ tạo ra cái axit lactic. Thì những cái axit lactic này nó sẽ giúp kiểm soát những cái quần thể vi khuẩn có hại. Và cái vi khuẩn Lactobacillus này thì có thể là được tìm thấy trong tự nhiên, và tự nhiên trong thực thể tìm thấy trong tự nhiên này, trong miệng, trong ruột non, trong âm đạo. Và cái lợi khuẩn Bifi này thì có thể là nó có tác dụng là làm dịu các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích và một số cái căn bệnh liên quan đến đường ruột khác. Vậy thì những cái lợi khuẩn này nó có tác dụng gì đối với sức khỏe? Thì cái tác dụng đầu tiên của những cái lợi khuẩn này đối với sức khỏe của chúng ta đó là giúp duy trì cái sự cân bằng trong cơ thể của chúng ta.
và giúp cho cơ thể của chúng ta, khi mà cơ thể của chúng ta gặp những cái vấn đề thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể và tăng cái số lượng những cái con vi khuẩn xấu này lên, thì nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta mất cân bằng, đúng không ạ? Thì những cái loại khuẩn này nó sẽ giúp cho cân bằng cơ thể của chúng ta, và khi mà những cái loại khuẩn nó phát huy được tác dụng thì nó sẽ chống được những cái con vi khuẩn xấu và nó sẽ khôi phục lại cái trạng thái bình thường cho cơ thể. Và nữa là những cái loại khuẩn này nó giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh bằng cách là hỗ trợ cái chức năng miễn dịch và kiểm soát chứng viêm. Ngoài ra thì nó còn có những cái công dụng như sau, ví dụ như là nó giúp cơ thể của chúng ta tiêu hóa được thức ăn, giữ cho cái những cái hại khuẩn không vượt quá cái tầm kiểm soát và gây ra những cái căn bệnh cho cơ thể của chúng ta. Nó còn giúp cho cơ thể của chúng ta tạo ra những cái vitamin và hấp thụ những cái vitamin và giúp hỗ trợ những cái tế bào đường ruột để ngăn chặn sự phát triển của hại khuẩn mà chúng ta đã tiêu thụ. Thì cái sự tiêu thụ ở đây tức là chúng ta tiêu thụ qua đường ăn uống, thì từ cái đường ăn uống này, từ cái đường ruột này thì những cái con hại khuẩn nó có thể xâm nhập vào tất cả các bộ phận cơ thể của chúng ta qua cái đường máu. À, nữa là cái tác dụng nữa của lợi khuẩn đó là nó giúp phân hủy và hấp thụ thuốc và ngăn ngừa cái tình trạng tiêu chảy và cái tình trạng táo bón của cơ thể khi mà mắc phải những cái chứng bệnh này. Và nữa là nó giúp hỗ trợ điều trị các bệnh gan và giảm nguy cơ nhiễm trùng âm đạo, ngăn ngừa những cái loại khuẩn, nó còn giúp cho cơ thể của chúng ta là ngăn ngừa những cái bệnh tự miễn rồi những cái bệnh ngoài da và hạn chế những cái nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Rồi giúp khi mà sử dụng những cái loại lợi khuẩn này thì nó còn giúp cho là giảm cái căn bệnh cảm cúm hoặc là giảm cái căn bệnh về đường hô hấp. Nên thì và khi mà chúng ta bị sâu răng và các cái vấn đề về sức khỏe về răng miệng khác thì nó cũng giúp cho cơ thể của chúng ta giảm thiểu được những cái chứng chứng sâu răng và những cái vấn đề về răng miệng. Và nữa là cái quan trọng nhất đó là nó phải những cái người mà bị viêm da dị ứng ấy, thì em đã chia sẻ rất là nhiều về những cái người bị viêm da dị ứng này rồi, thì nên sử dụng những cái sản phẩm có chứa những cái lợi khuẩn. Bởi vì sao? Những cái bệnh người viêm da dị ứng như là bệnh tràm hoặc là viêm mũi dị ứng hoặc là dị ứng với phấn 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 hoa và bụi, dị ứng với bụi hoặc là cỏ ấy, thì những cái kết quả kiểm những cái kết quả của cái việc kiểm nghiệm về và những cái lợi ích của probiotics đối với những cái bệnh viêm da này thì nó đã có những cái kết quả nghiên cứu lâm sàng, nhưng mà rất ít người biết đến và rất ít người sử dụng, bởi vì những cái thông tin này thì nó chưa được phổ biến. Và khi mà sử dụng thì những cái con lợi khuẩn này thì nó còn giúp giảm cái lượng cholesterol trong máu. Dùng ngoài ra thì những bác sĩ thường dùng cái lợi khuẩn để dùng trong hỗ trợ và điều trị những cái bệnh lý như là bệnh viêm ruột hoặc là hội chứng ruột kích thích hoặc là viêm ruột hoại tử hoặc là nhiễm trùng đường huyết ở trẻ con, ở trẻ em sơ sinh, những cái căn bệnh sâu răng rồi bệnh viêm da dị ứng, thì những cái bác sĩ thì cũng đã chỉ định cái sản phẩm có chứa lợi khuẩn để hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh này. Và điều quan trọng hơn nữa là không phải là những cái loại khuẩn nào cũng như nhau. Ví dụ như là nếu như một loại lactobacillus cụ thể thì nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh tật, vì những cái loại lactobacillus này nó đều có những cái tên và những cái ký hiệu riêng biệt thì nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau. Và điều đó thì không nhất thiết là loại lactobacillus nào, ví dụ như là những cái loại thì nó cũng sẽ có các tác dụng tương tự. Bởi vì sao? Như em vừa mới chia sẻ là mỗi một loại lactobacillus thì nó sẽ có một cái tác dụng và một cái nhiệm vụ khác nhau. Và trong một số những cái nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là cái việc mà sử dụng lợi khuẩn để điều trị những cái bệnh tiêu chảy do truyền nhiễm hoặc là tiêu chảy do dùng quá nhiều kháng sinh hoặc là hoại tử ruột hoặc là viêm âm đạo do vi khuẩn rồi các cái bệnh dị ứng rồi bổ sung để tăng cường cái hệ thống miễn dịch của cơ thể rồi bệnh bệnh táo bón và viêm viêm khác mãn tính ý, thì những cái căn bệnh này thì cũng đã được áp dụng và sử dụng probiotics để cải thiện về cái căn bệnh này. Và em đã được một cái thông tin ở Mỹ thì họ đã chia sẻ về một cái nghiên cứu ấy. Thì cái nghiên cứu này nó cho thấy là cái người già và trẻ em khi mà cho dùng cái sản phẩm probiotics trong vòng 2 tuần thì sau đó thì sẽ cho đi tiêm chủng, cho những cái đối tượng đấy đi tiêm chủng, thì cái đối tượng tiêm chủng ở đây là tiêm chủng phòng bệnh sởi ạ. Thì họ thấy rằng là những cái người mà sử dụng probiotics sau đó là đi tiêm chủng bệnh sởi thì sẽ có cái hệ miễn dịch khỏe hơn là nhóm những cái người mà không sử dụng, và cũng cho thấy là cái hệ miễn dịch ở người bị nhiễm HIV
nó sẽ được tăng cường khi mà sử dụng cái sản phẩm lợi khuẩn. Và đối với những cái người mà bệnh nhân là đang bị loét miệng này thì mình sử dụng sản phẩm có chứa lợi khuẩn thì cái quá trình liền và những cái vết loét nó sẽ được rút ngắn hơn so với những cái người không dùng. À, có những cái nghiên cứu về những cái bệnh tiêu chảy, và cái bệnh tiêu chảy này thì họ đã có những kết quả là cái tỷ lệ của những cái người sử dụng probiotics và bị nhiễm lại căn bệnh tiêu chảy là 5% so với những cái người không dùng thì nó lên tới con số là 19,5% là bị nhiễm lại cái căn bệnh tiêu chảy. Vậy thì để có thể phòng chống cái chống như để có thể phòng chống cái việc mà đi ngoài hoặc là bị táo bón hoặc là bị tiêu chảy hoặc là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp thì chúng ta nên sử dụng men vi sinh probiotics, và trong các cái trường hợp cần thiết phải sử dụng những cái liều cao, thì những cái liều cao này thì thường thì được các bác sĩ tư vấn và các bác sĩ sẽ kê đơn. Vậy thì các cái thực phẩm mà có bổ sung probiotic là những cái thực phẩm ăn uống thì để giúp cho chúng ta có thể làm đa dạng hóa những cái bữa ăn hàng ngày, đồng thời là khi mà chúng ta bổ sung một cái lượng vi khuẩn có ích cho đường tiêu hóa thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta lên, đặc biệt là cái vi khuẩn đường ruột thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái hoạt động của não và thúc đẩy cái sự thoái hóa thần kinh thông qua một số cái con đường như là khi mà đó là những cái lợi khuẩn này này nó có thể ảnh hưởng đến cái sự điều hòa của cái hệ thống miễn dịch, bởi vì chính vì thế cho nên là nó có thể thay đổi được cái sự tương tác giữa cái hệ thống miễn dịch và hệ thống thần kinh. Và có một cái loại protein nó nằm trên cái màng vi khuẩn đấy thì nó có cái đặc tính là chống viêm, và cái loại protein này thì nó đã được tìm thấy trong trong các cái mảng xung quanh các cái mạch máu trong não của những cái người mà bị bệnh Alzheimer, có thể là bệnh mất trí nhớ ấy. Thì cái thông tin này khi mà em nói thì nó có vẻ là hơi khó hiểu một chút đúng không ạ? Tính như thế cho nên là để giải thích dễ hiểu hơn thì người ta thường nói rằng là đường ruột của chúng ta giống như là một cái não bộ thứ hai của chúng ta vậy. Và ngoài ra thì những cái hệ sinh vật đường ruột, những cái hệ sinh vật đường ruột thì nó sẽ tạo ra những cái chất chuyển hóa và nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cái chức năng não, và đặc biệt là một số axit béo và có cái đặc tính là bảo vệ thần kinh của chúng ta và chống viêm. Vậy thì cái mối liên quan giữa cái vi khuẩn đường ruột và những cái căn bệnh trong cơ thể của chúng ta sẽ như thế nào? Khi mà nói đến vi khuẩn thì đa số mọi người đều nghĩ rằng là đó, đây là những cái vi khuẩn này là những cái tác nhân gây bệnh và cần phải phòng tránh đúng không ạ? Nhưng thực ra thì cơ thể của chúng ta thì chứa hàng nghìn những con vi khuẩn, nó giúp chúng ta tiêu hóa những thức ăn và đóng một cái vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Và những cái vi khuẩn đường ruột của chúng ta thì nó cũng gắn liền với cái sức một số những căn bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, rồi bệnh trầm cảm, rồi ung thư đại tràng, rồi các cái bệnh như biến chứng thần kinh, rồi viêm loét miệng, viêm cột sống, suy thận, viêm khớp. Bởi vì sao ạ? Khi mà những cái tế bào bạch cầu cơ thể của chúng ta nó nhầm tưởng ạ, khi là những cái vi khuẩn đường ruột của chúng ta nó những cái vi khuẩn tốt ấy nó bị giảm sút và những cái con vi khuẩn xấu nó được gia tăng, thì nó khiến cho cái tế bào bạch cầu của chúng ta nó hiểu lầm, bởi vì là nó hiểu lầm rằng là cái nhẽ ra là nó đang tấn về bản chất thì nó đang tấn công chính bản thân nó, thế nhưng mà nó lầm tưởng là nó đang tấn công những cái con vi khuẩn có hại. Đấy, bởi vì những cái vi khuẩn đường khi mà cái vi khuẩn đường ruột của chúng ta thì nó cũng gắn liền với cái xác suất mà mắc một cái số cái căn bệnh như vậy, thì những vi khuẩn đường ruột ở những người khỏe mạnh nó sẽ với những cái vi khuẩn đường ruột ở những cái người mắc một số những cái bệnh nhất định. Nhưng anh chị, những cái người bệnh mà có thì những cái người mà đang mắc bệnh thì có thể là có cái lượng lợi khuẩn ít hơn so với những cái người bình thường, và có một số các loại vi khuẩn thì có thể bảo vệ chúng ta chống lại những cái bệnh tật, trong khi là những các loại thì có thể làm tăng nguy cơ mắc một số cái căn bệnh như vừa rồi em vừa mới chia sẻ, đó là cái bệnh béo phì, tiểu đường tiếp 2, rồi bệnh tim, rồi những cái vi khuẩn này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất của cơ thể của chúng ta, và chúng xác định những cái thứ như là lượng calo chúng ta nhận vào, như là cái lượng calo mà chúng ta nhận vào từ thực phẩm và những cái loại chất dinh dưỡng mà chúng ta có thể có được. Nếu như mà
chúng ta có quá nhiều những cái vi khuẩn đường ruột thì có thể khiến cho chúng ta khiến những cái chất xơ của chúng ta biến thành những axit béo. Điều này thì có thể gây ra cái sự tích tụ chất béo trong gan của chúng ta. Từ đó thì có thể dẫn đến một số cái loại chuyển hóa có thể gây một số căn bệnh như là tiểu đường tiếp 2 và bệnh béo phì. Và khi mà những cái chất độc nó theo những cái mạch máu và nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, nó sẽ gây ra một số những cái chứng bệnh như là những cái chứng bệnh về gan như là gan nhiễm mỡ hoặc là cái lượng cholesterol trong gan trong gan nó cao và viêm gan hoặc là xơ gan, và nó gây ra những cái bệnh về chuyển hóa trong cơ thể, những cái bệnh về ở cơ quan sinh sản của chúng ta, rồi về những căn bệnh về cơ quan hô hấp, rồi những cái bệnh về đường tiêu hóa như là viêm ruột, rồi bị trĩ, rồi hội chứng ruột kích thích, rồi chướng bụng, rồi khiến cho chúng ta cho hệ xương khớp của chúng ta bị viêm khớp, đau cơ, viêm cột sống hoặc là dính khớp. Vậy thì thông qua những cái thông tin em vừa mới chia sẻ thì chắc chắn rằng là các anh chị đã hiểu là những về những cái lợi ích và cái tầm quan trọng mà lợi khuẩn mang lại, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng những cái lợi khuẩn này không chỉ tốt cho sức khỏe của chúng ta, không chỉ giúp cho đường ruột của chúng ta, giúp cho nhu động ruột được hoạt động tốt hơn, mà còn khiến cho da của chúng ta cũng đẹp lên. Bởi vì đối với những cái người mà bị lên mụn rất là nhiều thì cũng có thể là một trong số những cái nguyên nhân đó là do đường ruột của chúng ta có vấn đề, cho nên là mụn ra ngoài trong cơ thể, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tới cái sản phẩm lợi khuẩn probiotic của Di Cúc nó có những cái đặc điểm gì nổi bật, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trên màn hình nhé. Vậy thì đối với cái sản phẩm lợi khuẩn của General Balance Probiotics thì nó sẽ bảo đảm để cung cấp cho chúng ta 6 cái chủng phức hợp và đảm bảo hấp thụ là 3 cái tỷ lợi khuẩn. Thì trong cái sản phẩm này, cái quy cách đóng gói của nó sẽ là một hộp sẽ là 7 à, sẽ là 30 gói, thì cái thành phần chính đó là 6 cái loại chủng phức hợp và 7 tỷ lợi khuẩn axit tích hỗn hợp, và cái liều lượng sử dụng sẽ là một ngày chúng ta sẽ sử dụng một lần, và mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng một gói, và chúng ta nên sử dụng khi mà bụng chúng ta còn đói ạ, khi mà chúng ta vừa mới ngủ dậy thì chúng ta nên sử dụng một gói. Vậy thì đây là cái liều lượng sử dụng với người lớn, và đối với những cái người mà thanh thiếu niên trưởng thành từ 15 tuổi trở lên ạ, thì cách sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta có thể là hòa tan với nước hoặc là sử dụng là uống trực tiếp. Thì em có một cái lưu ý đó là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà chúng ta không nên nếu mà chúng ta sử dụng bằng phương pháp là chúng ta hòa tan với nước thì chúng ta không nên pha với nước quá nóng, bởi vì pha với nước quá nóng sẽ làm cho mất cái hiệu quả của những cái lợi khuẩn đấy đi ạ. Và như vừa rồi em vừa mới chia sẻ là đối với cái sản phẩm probiotics này nó sẽ có những cái con lợi khuẩn mà nó hoạt động ở ruột non và những cái lợi khuẩn mà nó hoạt động ở ruột già, và có những cái lợi khuẩn mà nó hoạt động cả ở ruột non và ruột già. Thì ở đây thì có rất nhiều những cái tên khoa học nên là chúng ta cũng không cần phải lưu ý tới nó, thì chúng ta chỉ cần biết là cái chức năng của ruột non là gì. Cái chức năng của ruột non chính là cơ thể của chúng ta tiêu hóa và hấp thụ những cái chất dinh dưỡng mà cơ thể của chúng ta cần. Ngoài ra thì như vừa rồi em mới chia sẻ đó là 80-20% cái khả năng miễn dịch của cơ thể là phụ thuộc vào cái khả năng miễn dịch của đường ruột. Chính vì thế mà đường ruột của chúng ta nó đóng một vai trò là ngăn chặn những cái độc tố và những cái chất gây viêm và những cái mà nó đào giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những chất thải mà nó không mà cơ thể của chúng ta phải đào thải nó ra bên ngoài. Và cái chức năng ruột già thì sao ạ? Chức năng của ruột già thì nó đóng có vai trò là hấp thụ cái độ ẩm từ thức ăn và phân hủy, và thế là đào thải những cái chất độc ra bên ngoài cơ thể của chúng ta. Và nữa là có một cái điểm đặc biệt ở cái sản phẩm probiotics này đó là để giúp cơ thể của chúng ta hấp thụ được tối ưu và đưa được những cái lợi khuẩn còn sống và khỏe mạnh tới đường ruột, thì công ty Di Cúc đã sử dụng cái công nghệ, đây là cái công nghệ bao vi nang kép. Bởi vì là loại lợi khuẩn nó dạng bào chế thông thường thì nó sẽ không đủ mạnh và không đủ khỏe để vượt qua cái tường axit trong dạ dày và cho vào cái con đường tiêu hóa của chúng ta, thông thường nó rất là nóng. Cho nên là các lợi khuẩn, nếu như đối với những cái loại lợi khuẩn thông thường, trước khi mà nó đi xuống đại tràng và đem lại những cái lợi ích tuyệt vời cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta, thì trước hết là nó phải đảm bảo rằng nó phải sống sót qua cái dạ dày, và trong cái dịch vị dạ dày thì nó luôn chứa những cái axit,
Và những cái loại khuẩn này nó lại rất khó sống sót được khi mà qua cái môi trường axit dạ dày, và chắc chắn rằng nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là những cái lợi khuẩn của General Bio đã được sản xuất bởi cái công nghệ bao viên kép này, thì bao vi nan kép này nó đảm bảo cho những cái con lợi khuẩn, những cái con lợi khuẩn đã được chọn lọc rất là kỹ lưỡng có thể đi vào đường ruột của chúng ta và nó có thể sống sót qua cái dạ dày của chúng ta. Vậy thì trong cái sản phẩm này thì hàm chứa những cái thành phần, đó là thành phần có hai cái thành phần chính, đó là cái thành phần probiotic và có một cái thành phần nữa là prebiotic. Thì ở đây lại nhắc tới probiotic và prebiotic thì chúng ta lại phải phân biệt, đó là chúng ta phải phân biệt rằng là hai cái loại này là cái loại nó như thế nào. Thì về cơ bản là probiotic và prebiotic thì cả hai cái này đều là cái chất dinh dưỡng thường được nhắc đến ngày nay, đúng không ạ? Mặc dù là nghe nó khá là giống nhau nhưng mà cả hai cái loại này nó có hai cái vai trò riêng biệt đối với sức khỏe nha các anh chị. Cụ thể là probiotics nó là những cái lợi khuẩn có lợi, còn prebiotics là thức ăn cho vi khuẩn. Vậy thì cả hai cái loại này nó đều quan trọng đối với sức khỏe của con người nhưng mà nó lại nhau, là nó đảm nhiệm những cái vai trò khác nhau. Thì vai trò của nó khác nhau như thế nào? Probiotics hay còn gọi là men vi sinh thì đây là những cái vi khuẩn sống, nó có thể được bổ sung bởi những cái thực phẩm và có thể mang lại cái lợi ích cho sức khỏe và giúp cho cái nhu động ruột của chúng ta hoạt động được tốt hơn. Và cái prebiotics nó có trong cơ thể, nó đây là các cái loại ấy, là thì cái loại này thì cái con người của chúng ta thì không thể tiêu hóa, thì chủ yếu là đây là những cái chất xơ. Thì những cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột của chúng ta, khi những cái con probiotics này nó được đưa vào trong đường ruột của chúng ta thì những cái con lợi khuẩn này nó sẽ ăn cái chất xơ, thì cái chất xơ này chính là gọi được gọi là prebiotics. Vậy thì cái vi khuẩn đường ruột được gọi chung là hệ vi sinh vật đường ruột, nó thực hiện những cái chức năng quan trọng trong cơ thể của chúng ta và nó bổ sung cái lượng và lợi khuẩn và cái lượng mà thức ăn cho cái lợi khuẩn này, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự cân bằng của lợi khuẩn trong cái hệ vi sinh vật đường ruột và giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Thế thì kết luận lại để chúng ta có thể hiểu rõ hơn, đó là probiotics là vi khuẩn có lợi được tìm thấy trong đường ruột, được tìm thấy có thể trong một số các loại thực phẩm và trong những cái loại thực phẩm bổ sung. Và prebiotics là một cái loại chất xơ để nuôi những cái vi khuẩn này. Và những cái vi khuẩn này thì trong cái khi mà chúng ta bổ sung vào trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Vậy thì cái cách để sử dụng cái sản phẩm này thì như thế nào ạ? Thì như vừa rồi em đã chia sẻ, đó là một ngày chúng ta sẽ sử dụng một gói và chúng ta nên sử dụng khi mà chúng ta vừa mới ngủ dậy, thì lúc này bụng trong dạ dày của chúng ta còn còn không có thức ăn và chúng ta còn đói, thì chúng ta uống một gói vào thì sẽ giúp cho cái nhu động ruột của chúng ta hoạt động được tốt hơn. Và chúng ta sẽ phải bảo quản cái sản phẩm này ở cái nơi thoáng mát, không nên bảo quản ở nơi ẩm ướt. Thế nhưng mà có một cái lưu ý em muốn lưu ý tới các anh chị, đó là chúng ta nên có một cái thói quen bổ sung cái lợi khuẩn, nhưng mà một số người thì đã có một cái thói quen bổ sung lợi khuẩn không đúng cách. Ví dụ như là có người thì chúng ta uống men vi sinh cùng lúc phải uống uống với thuốc kháng sinh ạ. Thì tác dụng của thuốc kháng sinh đồng thời này, thì kháng sinh thì nó sẽ không thể phân biệt được đâu là lợi khuẩn đâu là hại khuẩn. Chính vì thế cho nên là nếu như mà uống cả hai loại cùng với nhau thì cái kháng sinh này nó sẽ tiêu diệt cả lợi khuẩn và cả hại khuẩn một lúc. Và thứ hai nữa là chúng ta có một cái sai lầm, đó là chúng ta pha cái men vi sinh này vào cái nước quá nóng, hay là vào cháo hay vào sữa quá nóng, bởi vì cái nhiệt độ cao này nó sẽ khiến cho những cái con vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt hết và nó sẽ làm giảm những cái tác dụng của cái men vi sinh này. Và cái thứ ba đó là khi mà chúng ta pha cái sản phẩm men vi sinh ấy, thì chúng ta pha và chúng ta để quá lâu và chúng ta không uống và chúng ta lại để quá lâu như thế, thì để quá lâu bên ngoài môi trường như thế thì cái những cái vi sinh, những cái vi sinh vật lợi khuẩn có lợi thì nó sẽ bị chết đi. Và nữa là khi mà chúng ta lựa chọn những cái loại lợi khuẩn ấy, thì thông thường thì có một số cái sản phẩm thì nó sẽ không chứa cả không không thì nó sẽ một có một số cái sản phẩm thì nó sẽ không
chứa những cái loại lợn khuẩn mà đủ khỏe để có thể vượt qua được cái axit dạ dày như em vừa rồi em vừa mới chia sẻ với các anh chị. Và nữa là khi mà chúng ta bổ sung lợi khuẩn thì chúng ta quên mất đó là chúng ta không quan tâm đến cái thành phần lợi khuẩn probiotics là gì, mà có nghĩa là khi mà chỉ bổ sung mỗi cái loại khuẩn probiotics thôi mà chúng ta lại quên mất cái việc là bổ sung kèm theo cái hệ nuôi dưỡng những cái vi khuẩn này, đó chính là prebiotics. Chính vì thế mà khi bổ sung những cái loại khuẩn thì chúng ta cần phải chú ý là vừa phải bổ sung cái sản phẩm có chứa probiotic và trong cái sản phẩm đấy nó vừa chứa prebiotic, có nghĩa là thức ăn cho những cái loại khuẩn này, được chưa? Và cái sản phẩm thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cái sản phẩm hỗ trợ chức năng gan, đó là cái sản phẩm General Balance Milk Season. Đây là cái sản phẩm mà là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho những cái người mà có cái gan đang bị suy yếu. Thì đối với cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ hai cái từ từ hai cái thành phần chính, đó là thành phần silymarin trong cây kế sữa và thành phần rosavin trong cây dễ vàng, và có một cái thành phần nữa đó là thành phần vitamin nhóm B là nhóm hòa tan trong nước. Thì cái milk trong cây kế sữa này nó là một cái loại thực vật, nó cái loại thực vật mà nhóm hoa cúc, và cái thành phần silymarin trong cây kế sữa được biết đến rất là rộng rãi bởi vì đây là cái thành phần rất là sức khỏe của gan của chúng ta, và là một cái nguyên liệu đã được nghiên cứu khoảng 200 năm trước, và cho đến hiện nay thì rất nhiều những nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là cái thành phần silymarin trong cây kế sữa có thể giúp ích cho sức khỏe của gan của chúng ta. Và ở những cái nước lớn như là châu Âu và những cái ở những cái nước lớn như châu Âu thì người ta biết đến cái thành phần silymarin của cây kế sữa, nó có cái hoạt động của nó như là một cái chất chống oxy hóa, là bằng bảo vệ các tế bào gan của chúng ta tránh khỏi những cái gốc tự do. Và cái thành phần chiết xuất cây dễ vàng thì sao ạ? Thì cái thành phần này nó chứa cái thành phần cái chất cây dễ vàng này nó chứa cái thành phần rosavin. Thì cái thành phần rosavin này kèm theo là 140 loại cái hoạt chất khác. Đây là cái loại cây mà nó sinh trưởng ở cái vùng nhiệt đới có cái điều kiện rất là nhiệt, và ở châu Âu ở châu Á thì nó thuộc một cái loại nó được biết đến, nó là một trong những cái loại thực phẩm mà những cái loại thực phẩm mà bảo vệ sức khỏe, và nó có thể đáp ứng được cái liều lượng sử dụng mỗi ngày. Và khi sử dụng cái sản phẩm này thì nó có thể giúp cải thiện cái tình hình xấu của da của chúng ta và giúp cho chúng ta giảm căng thẳng và giảm những mệt mỏi. Và khi mà chúng ta nói đến gan thì chúng ta luôn có một cái câu hỏi được đặt ra, đó là gan nó sẽ làm được những cái điều gì cho da của chúng ta? Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là gan giúp cho tạo ra những cái men gan và tạo ra những cái hormone tăng trưởng và thải độc cho cơ thể của chúng ta, và sản xuất mật và giúp mật phân hủy những cái chất béo và thúc đẩy cái quá trình tiêu hóa và thức ăn trong cơ thể. Và cái thứ hai chúng ta phải kể đến là nó giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những cái nồng độ cồn ra khỏi cơ thể, tạo ra những cái vi khuẩn có lợi cho cơ thể của chúng ta, và những cái thứ mà chúng ta ăn, những cái chúng ta thở và những cái sản phẩm, những cái chúng ta hấp thụ qua đường ra, và nó sẽ giúp cho và gan thì giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại những cái vi khuẩn và sự nhiễm trùng và giúp loại bỏ những cái độc tố ra khỏi máu. Và đối với một số người thì thường xuyên phải uống rượu bia thì gan sẽ giúp cho chuyển hóa một phần nào đó những cái lượng cồn để đào thải ra ngoài bên ngoài, đấy là đào thải bằng cái con đường như là đường nước tiểu và con đường tuyến mồ hôi. Và nếu như mà trong trường hợp chúng ta sử dụng quá nhiều rượu bia hoặc là chất kích thích và các cái và do những cái chất gây ô nhiễm gây môi trường và do các cái loại virus thì sẽ tạo cho cơ hội để cho gan của chúng ta bị rối loạn chuyển hóa và dẫn đến tổn thương các tế bào gan. Và cái thứ ba chúng ta phải kể đến đó là gan nó có nhiệm vụ sạch máu cho cơ thể của chúng ta, và ngoài việc thải độc tố ra thì gan còn thực hiện 500 những chức năng khác trong vòng 24 giờ mỗi ngày, trong đó là có một cái chức năng đó là chức năng tạo ra mật, đúng không ạ? Thì
Mật là một cái chất dịch giúp tiêu hóa thức ăn và hấp thụ những cái gì mà chúng ta ăn uống. Và trong cơ thể của chúng ta thì gan là bộ phận duy nhất nó có khả năng tự tái sinh. Khi mà một phần của nó, khi một phần gan bị hoặc là bị tổn thương thì khi tại sao mà nói là nó có thể tự tái sinh, bởi vì đây là chính là một trong số những cái lý do tại sao chúng có thể hiến tặng một phần gan của mình. Thế nhưng mà không phải ai cũng có thể hiến tặng và nhận, bởi vì là trong cái điều kiện là gan phải là có người có hiến, trong cái điều kiện mà chúng ta có thể hiến tặng gan thì những cái người này phải có sức khỏe hoàn toàn bình thường và không mắc những cái bệnh truyền nhiễm. Và cái chức năng khác phải kể đến của gan đó là chúng ta, nó giúp trữ những cái vitamin và khoáng chất để cung cấp cho cơ thể của chúng ta. Ngoài việc tích trữ một số những vitamin và khoáng chất bao gồm có sắt và đường thì gan của chúng ta còn điều hòa những cái chất béo, lưu giữ và kiểm soát và sản sinh và bài tiết cái lượng cholesterol và bài tiết mật và giúp cơ thể của chúng ta tiêu hóa những thức ăn và hấp thụ những cái chất dinh dưỡng. Thì những cái tác dụng này là cái tác dụng mà của mật. Và nữa là gan giúp chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng này thành năng lượng và những cái hormone và các nhân tố miễn dịch khác. Và nữa là khi mà cơ thể của chúng ta mà trong cơ thể của chúng ta và cái bộ phận gan nó có vấn đề thì gan luôn luôn là một cái bộ phận im lặng, nó sẽ không bao giờ phát hiện hoặc là phát ra cho chúng ta những cái tín hiệu cho tới khi mà nó sẽ bị hư hỏng tới 70% thì nó mới phát hiện cho nó phải nó sẽ cho chúng ta thấy những cái tín hiệu là nó đang gặp vấn đề. Kể cả là khi gan của chúng ta gặp vấn đề đi chăng nữa thì những cái triệu chứng của gan thì cũng không hề rõ ràng, nó chỉ thể hiện ở một số những cái triệu chứng, một số cái triệu chứng như là chúng ta cảm thấy như là mắt chúng ta bị có cái quầng thâm hoặc là bị vàng da, hoặc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy đau khớp, thì những cái triệu chứng về rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc là lòng bàn tay của chúng ta bị đỏ, thì đây là những cái biểu hiện không hề rõ rệt và rất là khó để nhận biết của, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta khám ở những cái bệnh viện thông thường thì chỉ có thể xác định ở gan của chúng ta ở đau ở cấp độ 1 hoặc là 2 thôi. Thế nhưng mà đối với gan thì nó sẽ luôn luôn giữ bí mật cho cái bản thân của nó. Khi mà chỉ đến khi mà bác sĩ cho chúng ta biết được cái kết quả về cái tình trạng bệnh gan của chúng ta thì chắc chắn là lúc đó chúng ta sẽ bị bệnh gan cấp độ 3 trở lên. Và đối với những cái triệu chứng vàng da thì chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng, vì là khi mà vàng da chúng ta sẽ mặc định là đây gan có vấn đề cho nên là chúng da của chúng ta bị vàng, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà chúng ta cảm thấy bị mệt mỏi thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay rằng là do chúng ta đang làm việc quá sức hoặc là do stress quá nhiều cho nên là gây ra cái tình trạng mệt mỏi. Thế nhưng mà đây cũng là một trong những cái triệu chứng nó nói lên rằng là gan của chúng ta đang gặp vấn đề. Chính vì thế mà gan nó được gọi là bộ phận im lặng và là người bạn thầm lặng cho cơ thể của chúng ta là vì như vậy. Và nữa là gan nó giúp tạo ra các protein giúp đông máu và giúp chúng ta ngưng chảy máu khi mà chúng ta bị thương. Và ở những cái người mà gan không khỏe mạnh thì thường xuyên bị chảy máu cam hoặc là chảy máu quá nhiều sau khi nhổ răng. Và ở những cái phụ nữ thì cái tình trạng kinh nguyệt mình kéo dài và bị chảy nhiều máu thì cũng là một trong số những cái nguyên nhân và bị hiện tượng là rối loạn đông máu. Và em nghĩ rằng là trong chúng ta ở đây là chắc chắn là mình cũng đã từng sử dụng qua cái thuốc chữa cái căn bệnh cảm cúm và nhức đầu, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong hai cái loại thuốc này nó chứa những cái thành phần mà gây hại cho gan, đặc biệt là nếu mà chúng ta uống cái thuốc cảm cúm hoặc là thuốc đau đầu, trong cái trường hợp là chúng ta uống cả rượu nữa thì nó rất là gây hại cho gan của chúng ta. Và ở những cái lứa tuổi thanh thiếu niên, ở những cái lứa tuổi thanh thiếu niên thì cái khả năng mắc các bệnh về gan không cao như là những cái người ở độ tuổi trưởng thành cũng như là những cái người ở độ tuổi từ 40 trở lên. Và đặc biệt là những cái người nam giới thì có cái tỷ lệ mắc cái bệnh gan cao hơn nữ giới, bởi vì sao? Bởi vì là những nam giới chúng ta thì có quá nhiều thứ để lo lắng, đúng không? Ví dụ như là chúng ta lo lắng là làm sao mà công việc được thuận lợi, rồi làm sao phải đạt kết quả tốt trong công việc, rồi làm sao để kiếm tiền để lo cho gia đình mình, rồi rất rất nhiều những lý do khác. Thế nhưng mà đối với phụ nữ của chúng ta thì lại hoàn toàn khác. Khi mà chúng ta bị áp lực thì chúng ta có một cái thói quen đó là luôn luôn nói rất là nhiều, có cái gì nói hết ra. Và giống như là vậy thì cái việc nói nhiều như thế này
Thì đó cũng là một cái phương pháp để giải tỏa các áp lực. Chính vì thế cho nên là các anh nam giới khi mà nghe thấy các chị mình phàn nàn hoặc là các anh chị mình cáu, thì các anh chị cáu ấy, thì có thể hiểu rằng là đây các chị đang xả stress, bởi vì là chính vì cái sự xả stress như thế cho nên là cái áp lực đối với nam thì nó cũng được giảm xuống. Thế nhưng mà các anh nam giới thì lại không như thế, bởi vì là các nam giới thì mặc định là luôn luôn mình âm thầm mình chịu đựng như thế, và chính vì thế là nó dẫn đến cái việc là nam giới thì thường ít nói hơn phụ nữ. Chính vì thế nên là nếu như mà cái tình trạng mà áp lực kéo dài như vậy thì nó sẽ khiến cho cái tình trạng gan của chúng ta xấu đi. Và nữa là thông thường thì gan không hề thích rượu bia, nhưng mà bây giờ chúng ta vì công việc vào những cái buổi gặp đối tác và những cái buổi liên minh công ty cho nên là chúng ta bắt buộc phải uống rượu bia, đúng không ạ? Thì từ những cái việc đó thì nó cũng áp lực đến gan của chúng ta, và chúng ta sử dụng rượu bia quá nhiều như thế thì ngày ngày cái áp lực nó càng răng ta gia tăng cho gan, lại càng khiến cho gan của chúng ta gặp rất nhiều những cái vấn đề khác. Đấy, và nữa là cái cơ thể của chúng ta và mỗi một bản thân mỗi cá nhân của chúng ta thì không ai có thể sống mà không bị stress, đúng không ạ? Và cũng không thể tránh khỏi là việc là phải uống rượu bia. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần thiết phải chăm sóc sức khỏe của gan sớm, và chăm sóc sớm thì cái việc này là giúp cho chúng ta phòng tránh những cái căn bệnh về gan. Và chúng ta sẽ chăm sóc nó bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ chăm sóc nó bằng cách nào? Có nghĩa là chúng ta đối với gan thì chúng ta không thể là đưa đồ ăn cho nó, đưa những cái đồ ăn hoặc là thức uống bổ dưỡng cho nó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải đưa cho gan những cái dưỡng chất, những cái thành phần tốt cho gan qua những cái thực phẩm hỗ trợ sức khỏe để giúp cho gan tái tạo những tế bào và giúp cho gan trở lên khỏe mạnh hơn nữa. Vậy thì đối với cái sản phẩm hỗ trợ chức năng gan của Jeep Cook thì chứa hai cái thành phần quan trọng như em vừa mới chia sẻ. Đây, hai cái thành phần vô cùng quan trọng như em vừa chia sẻ đó là cái thành phần silymarin có trong cây kế sữa, nó có cái tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, và có tác dụng là hấp đường huyết. Và xuất trong cây dế kế sữa thì nó có cái tác dụng là chống viêm, chống oxy hóa và có tác dụng là hạ đường huyết và bảo vệ những cái tế bào gan khỏi các cái hóa chất và những cái thuốc độc hại. Thì trong sản phẩm này thì có cái lượng silymarin được khuyến dùng mỗi ngày của chúng ta là 130 g, và trong một viên nó sẽ chứa là 60 mg silymarin. Vậy nên là mỗi ngày nếu chúng ta uống 2 viên thì có thể giúp gan của chúng ta, giúp bảo vệ gan rất là và giúp bảo vệ tốt cho gan của chúng ta mỗi ngày. Và cái thành phần rotavim thì từ lâu nó đã được biết đến như một cái chất thích nghi, một cái chất tự nhiên làm tăng sức đề kháng của cơ thể và giảm căng thẳng và cải thiện mệt mỏi đáng kể và cải thiện cái tình trạng kiệt sức và lo lắng. Hay mà nói một cách dễ hiểu hơn đó là nó có khả năng cải thiện cái tình trạng sức khỏe, hỗ trợ sản sinh năng lượng tốt cho cơ thể của chúng ta và chống lại những cái mệt mỏi. Và có rất nhiều những cái nghiên cứu đã chứng minh rằng là cây dễ vàng nó có tác dụng tốt cho gan, không những thế mà còn giúp cho cơ thể của chúng ta cải thiện và có thể nhận thấy rõ ràng trên khuôn mặt của chúng ta là gan của chúng ta đang được cải thiện. Và thường thì những cái sản phẩm chỉ chứa một thành phần, một là silymarin hoặc là một thành phần rotavin thôi. Thế nhưng mà trong cái sản phẩm của Jeep Cook thì sao ạ? Trong cái sản phẩm Jeep Cook đã được đưa vào cả hai cái thành phần này. Thì cả hai thành phần này thì đều được đưa vào trong một cái sản phẩm hỗ trợ chức năng gan. Chính vì vậy là khi lựa chọn các sản phẩm để sử dụng các cái sản phẩm để giúp cho hỗ trợ chức năng gan thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm hàm chứa cả hai cái thành phần này. Chính vì thế nên vì vậy cho nên là khi mà nói về sức khỏe của gan thì có những cái điều mà anh chị chúng ta cần phải lưu ý ở sau đây. Cái điều lưu ý thứ nhất đó là gan của chúng ta nó đóng vai trò rất là quan trọng, và để xây dựng một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và ổn định thì gan của chúng ta cũng phải khỏe mạnh. Chính vì vậy khi mà nếu như gan của chúng ta hoạt động không tốt thì đồng nghĩa rằng là hệ miễn dịch của chúng ta cũng sẽ bị suy giảm. Và cái lưu ý thứ hai đó là cái biểu hiện gan dễ thấy nhất khi mà nó bị suy giảm miễn dịch thì nó sẽ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như là cảm cúm hoặc là bị sốt. Và nếu như mà hay cảm sốt liên tù tì, nghĩa là bị liên tục ấy, thì ngoài những cái bệnh viêm xoang, viêm phổi, viêm màng não ra thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề mà gan của chúng ta đang gặp vấn đề. Vậy thì
Ngày nay thì không chỉ những cái người cao tuổi mới có cái nguy cơ mắc các căn bệnh về gan, mà ngày càng có rất nhiều những cái trẻ em và thanh thiếu niên và trẻ vị thành niên, nên và khi mà mắc với những cái chứng bệnh về gan thì có thể gây ra là bị thừa cân và bị béo phì và cả bị các cái căn bệnh khác về gan. Thì điều này có nghĩa rằng là những cái người trẻ tuổi cũng mắc các bệnh về gan mà thân mình không hề hay biết. Chính vì vậy là ngay bây giờ chúng ta cần phải lưu ý để bảo vệ sức khỏe của cơ thể của chúng ta hơn nữa. Và nhiều người thì chúng ta sử dụng cái phương pháp ép cơ để thải độc, nghĩa là bằng cách là hạn chế một số các loại thức ăn và đồ uống, thì cũng không thì những cái việc này thì cũng không hề tốt cho gan của chúng ta. Vì bởi vì là sao, cái việc mà ép cơ thể thải độc thì chúng ta cũng phải đưa ra một cái quy trình cụ thể làm sao để đảm bảo là cơ thể của chúng ta hấp thụ được đầy đủ và dinh dưỡng về vitamin và khoáng chất, thì lúc đấy chúng ta mới bảo đảm được rằng những cái độc tố trong cơ thể của chúng ta được đào thải ra ngoài. Vậy thì và nữa là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà ép cân thải độc một cách tiêu cực như vậy thì sẽ không đem lại những cái hiệu quả. Vậy thì chúng ta phải bảo vệ gan bằng cách nào? Thì chúng ta phải bảo vệ gan đó là chúng ta phải sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý, đúng không các anh chị? Và việc thứ hai đó là chúng ta phải thực hiện các cái chế độ ăn uống, các cái chế độ vệ sinh và cái chế độ cân đối dinh dưỡng của chúng ta. Và nữa là đối với anh chị nào mà mình đang có cái chế độ bia rượu nó hơi quá với mức bình thường thì chúng ta cũng nên xem xét lại và chúng ta giảm cái lượng bia rượu và thuốc lá đi, bởi vì hai cái loại bia rượu và thuốc lá này nó đều không tốt cho gan của chúng ta. Và nữa là chúng ta không nên uống thuốc tùy tiện, trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào chúng ta phải tìm hiểu về nó và cái bản chất cái căn bệnh của chúng ta có bắt buộc phải sử dụng các loại thuốc đó không. Và nữa là mặc dù là trong cuộc sống thì có rất nhiều những stress và có rất nhiều những vấn đề cần phải lo âu và rồi chúng ta cũng sẽ bị mệt mỏi, thế nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng giữ cho cái tinh thần của chúng ta được thoải mái, và chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ để có phát hiện ra là cơ thể của chúng ta có những cái tiềm ẩn gì về các căn bệnh gan. Và đối với việc và sau đây thì sẽ có một số để các anh chị mình có thể sử dụng để kết hợp cái sản phẩm, thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp sản phẩm hỗ trợ chức năng gan cùng với thực phẩm MSM, cái sản phẩm hỗ trợ chức năng cho khớp sụn. Thế nhưng mà đối với sản phẩm này thì nó cũng sẽ giúp cho thận của chúng ta được bài tiết và được hoạt động tốt hơn. Và nữa là chúng ta có thể sử dụng kết hợp với vitamin tổng hợp. Và cái cách kết hợp thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng sản phẩm hỗ trợ chức năng gan cùng với lợi khuẩn, hoặc là cùng với vitamin tổng hợp, hoặc là cùng với sản phẩm MSM như vừa với trên em vừa mới chia sẻ. Chúng ta có thể sử dụng làm một lần là chúng ta sử dụng hai cái loại đó. Và cách sử dụng kết hợp nữa đó là chúng ta sử dụng lợi khuẩn kết hợp với sản phẩm aminosan acid và lợi khuẩn, thì chúng ta có thể sử dụng với vitamin tổng hợp. Thì cái loại vitamin tổng hợp cung cấp cho chúng ta 12 cái loại vitamin và 9 cái loại khoáng chất. Và nữa là chúng ta có thể sử dụng lợi khuẩn kết hợp với cái sản phẩm omega 3. Rồi sau đây là sản phẩm omega 3 rất là tốt cho não bộ của chúng ta, giúp cơ thể của chúng ta cung cấp cho chúng ta những cái dưỡng chất mà để tốt cho não bộ của chúng ta, không những tốt cho não bộ mà còn tốt cho mắt. Và trên đây là tất cả những cái thông tin mà em muốn truyền tải tới tất cả các anh chị, và hy vọng là những cái kiến thức vừa rồi có thể giúp các anh chị tự tin kinh doanh cùng với các sản phẩm của Z-Cook, đúng không ạ?